Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bắt đầu từ 18 giờ ngày 27 tháng 3, thành phố dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, kể cả các dịch vụ đặt xe công nghệ, xe chở khách liên tỉnh trong vòng 15 ngày. Đối với xe buýt, Chủ tịch thành phố đề nghị dừng hoặc tổ chức rất ít các chuyến đi. Quyết định này đưa ra giữa tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đã có 43 ca nhiễm, trong đó 3 ca đã chữa khỏi và số ca nhiễm trong cả nước tăng mỗi ngày. Trước thông tin này, nhiều tài xế xe bus tỏ ra hoang mang khi thu nhập đã giảm do lượng khách đi xe bus giảm 80%, giờ càng tệ hại hơn. Con số giảm cảm thấy nó trông thấy rõ rệt luôn. Thì nó là cái dịch bệnh này là ít người đi lại, rồi người ta lên taxi người ta cũng sợ là mình cái xe là cũng chở khách ấy. Thực tế vào cái dịch này thì anh em thu nhập nó quá thiếu thốn, nhất là về cái lượng khách là không có. Thứ hai nữa là cái thu nhập để theo nhu cầu cá nhân để đến công ty là quá thua thiệt thì không thể đảm bảo được cuộc sống trong lúc này. Giảm nhiều, giảm 80-90% á. Doanh thu thường thì chạy chiều mấy, còn giờ chạy 200-300 ngàn là hết rồi. Có chứ, ảnh hưởng nhiều chứ. Chi tiêu không đủ chi tiêu, giờ ráng chạy thôi chứ không đủ chi tiêu. Tạm ngưng thì nghỉ thôi chứ giờ biết sao giờ, dịch quá mà. Trước đây thì đông lắm, rất là đông, nhưng mà từ dịch thì sinh viên nghỉ là đa số một phần là chỉ người dân lao động, những người nào người ta cần biết người ta đi thôi. Sinh viên nghỉ thì giảm bớt nữa. Không biết nữa, nếu mà ngưng hoạt động không biết ở đây hay thế nào, tại vì công việc chính của tài xế viên ngưng thì cũng rồi, nhưng mà không biết sao nữa. Rồi, kinh tế thì bó tay rồi, thì thường thường thu nhập chính là phải đi làm. Ngày nào đi làm thì mới chứ còn nghỉ cũng không biết làm sao. Cũng khó khăn. Nhưng mà mùa dịch này nếu mà có ngưng không chịu thì chứ biết sao giờ. Chung giờ thấy thì nói chung ra thì mình cũng bình thường thôi anh ơi. Thấy cũng khách khứa cũng đâu có nhiều đâu. Có mấy người không à. Cách 20 phút một chuyến rồi. Chết à. Chứ giờ không biết sao nữa. Giờ mình cũng biết nói sao nữa, chứ giờ tình hình thì chung là phải chịu thôi, chứ giờ biết giờ mình cũng chả biết sao nữa đó. Chứ mình gia đình mình cũng khó khăn nữa. Không chỉ cánh tài xế lo lắng về thu nhập giảm, mà nhiều người dân lao động cũng tỏ ra ngao ngán khi xe bus, phương tiện di chuyển giá rẻ hàng ngày của họ bị ngưng hoạt động. Nhiều người than nếu không có xe bus, họ không thể đủ tiền để di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long An hoặc các tuyến đường dài để buôn bán mưu sinh hàng ngày. Tôi thường xuyên đi xe buýt. Lúc đó mình cũng sẽ chủ động, mình ráng ra chủ động để cho họ nói chung cũng phải chung tay với hả trong mùa dịch này. Cũng có gặp khó khăn, tại vì từ đó thì đi làm toàn xe buýt không thôi. Nhưng mà như vậy thì mình thấy hả tự lực thôi. Thì nói chung là ngày nào cũng đi xe buýt không à. Chứ không ngoài xe buýt ra là không có đi các phương tiện nào khác ấy. Thì đi xe buýt thì nó vừa rẻ vừa tiện, vừa thuận tiện cho bà con đi lại nữa, nó dễ. Bây giờ xe buýt mà không hoạt động, không chạy nữa thì anh chị mới về quê thôi. Tại vì mình đi xe buýt là nó có cái phương tiện, nó rẻ mà nó lại có thuận tiện đi buôn đi bán nữa. Bây giờ xe buýt mà ngừng hoạt động là anh chị về quê nghỉ một thời gian. Bao giờ mà xe buýt mà hoạt động lại thì anh chị lại quay trở lại đi mua đi bán. Dẫu là vậy, họ vẫn phải tuân thủ quy định của thành phố vì chống dịch như chống giặc, và mọi người phải chung tay thì mới mong đẩy lùi sớm đại dịch này. Thì thay vì cái từ nào giờ bệnh dịch tới giờ đó, thì cái lượng xe buýt này là cả như là mất lượng khách hết là 70-80% rồi. Sinh viên không đi học, cha mẹ không đi thăm luôn, chỉ còn chút đỉnh khách đi khám bệnh với là bạn hàng đi buôn bán quanh năm suốt tháng đó, là người ta đi có chút đỉnh đi thôi, chừng 2-3 người khách thôi. Tính thứ hai này xe buýt ngưng hoạt động hết là sao, chứ người ta đi đã ôm chịu gì nổi, nghĩ người ta sợ không có xe đi. Nhưng bây giờ đi á thì mình ráng chạy là ủng hộ phù hộ khách vậy thôi, giúp đỡ khách thôi, chứ hoàn toàn chạy thì phải chịu lỗ rồi, nhưng cũng phải dám gồng phần nào thôi. Tôi là người thường đi xe buýt này, mà nếu mà ngưng hoặc xe buýt là ngưng hoạt động tạo nên cho khó khăn cho tôi. Vì tại mỗi ngày tôi thường đi bán thường xuyên mà. Đi thì xe buýt giờ không xe buýt được xe đâu đi. Đi xe buýt nó rẻ hơn, nó khỏe hơn, mát mẻ hơn. Bây giờ đi đâu ôm mà tiền đâu mà đi nổi.
thì khó khăn cũng phải chịu thôi chứ giờ sao, giờ thì ảnh hưởng nó đâu hết chung thôi chứ giờ đâu biết sao giờ. Cũng khó khăn lắm em ơi, thì sắp không có, thì chạy cũng nổ. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 27 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã thông báo dừng hoạt động gần 80% chuyến lượt xe bus. Ngoài ra, thời gian hoạt động của xe bus cũng ít hơn so với bình thường. Tần suất hoạt động chỉ còn mức khoảng 45, 60, 90 phút một lượt. Chủ tịch Hà Nội cũng khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để phòng dịch COVID-19.